Tổ công nghệ số cộng đồng là một trong những sáng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ năm 2022, trên cả nước đã có hơn 80.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 400.000 thành viên. Sau hơn 2 năm triển khai, lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân địa phương, được thành lập để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cộng đồng, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Đây là bảng hướng dẫn người dân truy cập vào cổng dịch vụ công của chính phủ, QR code VNEID, QR code VSSID, phần mềm i Hà Nội, được hướng dẫn chi tiết cho các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng của thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, các địa phương ở thành phố Hà Nội đã triển khai tổ công nghệ số cộng đồng, tiêu biểu của mô hình thôn thông minh cho thời đại số. Huyện, xã cũng đang triển khai rất mạnh mẽ cái việc chuyển đổi số, đặc biệt là thành phố thì cũng có cái phần mềm cài đặt i Hà Nội, rồi thì tất cả các cái phần mềm của thành phố triển khai về thì xã đều thực hiện nhiều cái giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân, trong đó trọng tâm là thực hiện cái nhiệm vụ của cái tổ chuyển đổi số cộng đồng. Các chị có về thôn Hoàng Dương biết là từ cái mô hình, từ cái sơ đồ đến về đến cổng làng là đã thấy có sơ đồ về cái từ cái mô hình sơ đồ gia đình, rồi thì các cái điểm di tích chúng tôi cũng đã số hóa để làm sao khi người dân hoặc khách thập phương đến là chúng tôi được chỉ cần quét mã hoặc là nhìn qua sơ đồ là biết là cái không gian tổ chức rồi thì các cái hoạt động, các mô hình của thôn là như thế nào. Ông Nguyễn Văn Đức, trưởng thôn Hoàng Dương cũng là tổ trưởng của tổ công nghệ số cộng đồng của thôn. Ông Đức đã vận động và hướng dẫn bà con tham gia tổ công nghệ số, tiếp cận các ứng dụng thông minh nhằm đưa thông báo nhanh nhất tới cho bà con trong xóm. Theo cá nhân mình thì trước so với thời bây giờ là cho chuyển đổi công nghệ số nó khác, giai đoạn nó khác nhau đấy. Ví dụ như mới đầu thì nó cũng bỡ ngỡ cái là nó tiếp cận thì nó cũng chưa được quen theo cái nhịp sống ấy, nhưng dần thì mọi người cũng nắm bắt được, cũng tiếp cận nó cũng quen và thấy nó có những cái công nghệ số nó đảm bảo cho những người dân đi lại này. Các cái thủ tục các cái nó đơn giản hơn, nó không như ngày xưa nữa, cầu kỳ nó đi lại vất vả, thủ tục hành chính nó cũng rườm rà. Thì cũng được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp trên về xây dựng cái tuyên truyền bà con nhân dân và nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu và thôn thông minh. Thì trước hết là về cái lợi ích thì là tất cả về cái tổ Zalo công nghệ số của thôn thì gần như 100% là các hộ trong thôn là đã vào trong nhóm. Và khi có tất cả những cái kế hoạch triển khai gì của cấp trên thì là chúng tôi đều chụp vào để chụp vào và đăng lên nhóm Zalo của thôn để mọi bà con đều được đọc và biết, và có những phản ánh gì thì phản ánh trực tiếp với lại ban lãnh đạo địa phương để có hướng giải quyết. Thôn Hoàng Dương là thôn được thực hiện thí điểm thôn thông minh với tổ công nghệ số cộng đồng. Tổ công nghệ số của thôn có 259 thành viên là người dân trong thôn. Năm 2024, tổ công nghệ số của thôn đã tiếp cận phần mềm bảo hiểm y tế VNEID cũng như ứng dụng nổi bật như i Hà Nội, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với các cấp cơ quan chính quyền tại Hà Nội. Trong xóm mình, ví dụ như là nếu mà xử lý thì ví dụ như là check các sản phẩm, ví dụ như là hội nông dân ấy, là mình đi tham quan các mô hình đi làm kinh tế tốt ấy, mình đưa lên cái trang đấy xong nó vào cái trang đấy tra nó rất là nhanh, vì có những cái học hỏi rất là tốt. Ví dụ như là các hộ chăn nuôi cần những cái thuốc hoặc là thuốc sâu đấy, mình vào những cái trang đấy nó tiện, chứ không như ngày xưa mình đi lên chỗ hỏi hoặc là mình lại mang cái này cái kia, bây giờ nó trực tiếp qua cái trang đấy mình chia sẻ trực tiếp được. Chúng ta đã biết là chính phủ đang phát động cái chính phủ số, rồi thì công dân số, thì thời gian tới báo cáo để củng cố thực hiện cái nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì xã Mai Đình xác định tiếp tục sẽ tập trung các nguồn lực rồi thì phát động sự hưởng ứng của nhân dân để tập trung vào cái việc là chúng ta thực hiện tốt hơn cái công nghệ số, rồi thì trong quá trình thực hiện
từ nông thôn mới nâng cao lên nông thôn mới kiểu mẫu rồi đến đô thị nông thôn mới thông minh, để đảm làm sao để cái các dịch vụ rồi thì các cái chính sách, các cái chế độ là chúng ta thực hiện trên không gian mạng và người dân đảm bảo tiếp cận nhanh để giảm thiểu các cái phiền hà cho người dân. Còn tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần ham học hỏi của những người cao tuổi. Họ chính là những người dân tiên phong trong công tác thực hiện chuyển đổi số, bắt nhịp với thời đại số để bản thân không bị lạc hậu. Khi triển khai các chương trình uống vitamin thì chúng tôi triển khai theo nhóm Zalo để cho các bà mẹ nắm được đưa con đi uống. Ngoài cái uống vitamin hàng năm thì các tiêm chủng thường xuyên chúng tôi cũng nhắn theo nhóm để cho các bà mẹ đưa con đi uống. Khi mà vào cái nhóm này đấy thì trong tích tắc là chúng tôi đã nắm hết được các cái thông tin của chính quyền cũng như của địa phương chúng tôi triển khai đến là mọi người dân được nắm rõ hết. Ngày hội cho trẻ uống vitamin A ở trung tâm văn hóa xã thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được thông báo lên tổ công nghệ số cộng đồng. Trong ngày hội này, tổ công nghệ số cũng hướng dẫn người dân thực hiện thao tác hướng dẫn người cao tuổi sử dụng QR code. Bởi vì cái ngày vi chất dinh dưỡng là rất quan trọng đối với các cháu. Cái thứ nhất là chống mù lòa cho các cháu. Thế đấy là quyền lợi các cháu thì nói chung chúng tôi cũng rất là quan tâm. Ngoài các cái chương trình tiêm chủng ra thì chúng tôi rất quan tâm đến cái ngày vi chất dinh dưỡng như này. Và chúng tôi rất quan tâm đến các cháu trong cái độ tuổi uống. Thế ngoài ra thì đợt này cũng có cân nữa. Chúng tôi cũng triển khai theo cân bởi vì là chống mù lòa cho các cháu thì đây là trách nhiệm của mọi người thì ai cũng phải quan tâm đến. Đến ngày hôm nay ấy, thì thực ra là kết quả cũng đạt trên 80% của mọi thành viên vào trong cái nhóm cộng đồng này của cái hệ số thông minh này, thì thực ra là chúng tôi cũng là rất chi là cảm ơn về cái chỉ tiêu của cái hệ số thông minh này đưa đến về các xã điểm nông thôn, về các hội cựu chiến binh và các ban phụ nữ, hội người cao tuổi, rồi thì đoàn thanh niên, thì tất cả trong cộng đồng đó đã được mọi các tổ viên hướng dẫn cho các thành viên nhóm. Khi mà hầu hết những người trẻ trong thôn đều đi làm ở các khu công nghiệp, chỉ còn lại người cao tuổi và trẻ nhỏ ở nhà. Để người cao tuổi trong mỗi hộ gia đình sử dụng thành thạo các ứng dụng thông minh trên điện thoại không phải là điều dễ dàng. Để mà chúng tôi thành lập được cái tổ chuyển đổi số cộng đồng của thôn này thì nó cũng có một cái khó khăn nhất định. Khó khăn cơ bản là bây giờ là cái đội ngũ chủ chốt của thôn gồm có lãnh đạo chi bộ, rồi là trưởng phó thôn, thì chúng tôi cũng là lớp người đã lớn tuổi. Thực ra chúng tôi là mới anh em chủ chốt toàn gần 70 tuổi cả rồi. Cho nên là để mà theo được cái công nghệ số bây giờ thì quả cũng là một vấn đề rất là vất vả, khó khăn. Nhưng khó khăn đi bao nhiêu chăng nữa thì chúng tôi cũng vẫn cứ chịu khó mày mò học hỏi. Và đồng thời tức là nhờ các cái chị em ở các cái đoàn thể, ví dụ như thanh niên, phụ nữ, nông dân, thì mấy cái đoàn thể này là chủ yếu là người ít tuổi hoặc các cháu thanh niên giúp đỡ chúng tôi về cách cập nhật để chúng tôi cũng nắm bắt được, để mà mình làm cái người chủ chốt, cái người tổ trưởng của cái tổ cộng đồng này thì hướng dẫn được bà con sử dụng. Bên cạnh đó, với việc ứng dụng chuyển đổi số vào địa phương cũng là tiền đề cho thôn Thụy Hương đồng hành cùng với xã Phú Cường sớm phấn đấu xây dựng mô hình thôn thông minh trong thời gian tới sau khi về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Thì chúng tôi coi như là không phải đi gọi người mà chỉ lên gióm để hoạt động, đi họp, nghe thời sự và coi như là lao động. Một cái việc gì đó thì chỉ đưa lên nhóm là gửi đến thông tin nhóm để ngày mai tập trung làm ở chỗ nào là mọi thành viên là đã nhận được cái đó và chỉ tiêu là coi không phải đi xe máy đi gọi từng người một. Cái này nó rất chi tiện và có lợi cho bản thân mình mà không phải cho cộng đồng nữa. Trong cái việc mà xây dựng xã về tất cả các lĩnh vực, trong đó có cái phấn đấu để xây dựng xã thông minh, thôn thông minh, thì chúng tôi cũng phấn đấu cố gắng để trong thời gian gần nhất, sớm nhất là Phú Cường sẽ cũng là đạt xã thông minh và thôn thông minh như mong muốn của người dân trên địa bàn. Còn tại xã Mai Đình, người dân trong các thôn được sử dụng wifi miễn phí của nhà văn hóa cũng như camera được lắp đặt ở các con đường lớn của thôn xóm nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Có thể thấy hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng được đưa vào hoạt động trong đời sống xã hội của người dân nông thôn. Mà muốn hướng dẫn được thì bản thân mình phải sử dụng được. Chứ nếu mình không sử dụng được thì hướng dẫn nó sai. Đấy, cho nên chúng tôi cũng mức độ rất cố gắng và nhờ vào vận động các cái đoàn thể, đặc biệt là cái chi đoàn thanh niên, các cháu giúp đỡ các bác, các chú là chủ chốt của thôn để mà hoàn thành. Cho đến nay thì chúng tôi cũng thấy rất phấn khởi. Thời gian triển khai rất ngắn, trong vòng có hơn một tháng thôi, chưa được một tháng, cứ gọi là một tháng đi. Nhưng mà chúng tôi đã đạt trên 50% bà con tham gia. Thì cái này nó là rất mới mẻ của cái tổ cộng đồng. Nhiều người người ta chưa hiểu được về lợi ích. Cho nên nhất là những người lớn tuổi, như nói ban sáng ấy. Thế thì người ta cũng chưa nhận thức đầy đủ được. Cho nên là cái để mà nó đạt được cho đến khi được cái tỷ lệ theo dân số nó cao ấy, thì cũng phải từng bước thôi. Dần dần có thể trong thời gian tới chúng tôi khắc phục, tuyên truyền đến tất cả các cái thành viên trong các cái hội đoàn thể, để cho các cái gia đình 100% cố gắng làm sao được 100% các cái gia đình đều có những cái người tham gia vào cái tổ này, thì nó sẽ rất thuận lợi cho cái việc hoạt động của thôn. Này. Trong thời gian vừa qua đã minh chứng đây thực sự là mô hình hiệu quả và thiết thực của Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp, là giải pháp quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh, nông dân hiện đại trong thời đại chuyển đổi số. Vâng, cuộc sống thì kinh tế thì bà con là bây giờ cũng là rất tiện dụng, về cái từ những cái mua một cái đồ rất nhỏ thôi là cũng ngồi ở nhà là người ta cũng ship đến tận nơi. Đấy là cũng là nhờ cái công nghệ số mà là có là cái thời gian thì bà con tiết kiệm được rất nhiều. Mặc dù còn những rào cản nhất định khi tiếp cận với công nghệ thông tin, nhưng nhìn chung, phần lớn người cao tuổi đang cố gắng sử dụng công nghệ và mạng Internet trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng là những người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong gia đình, nên việc tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giúp người cao tuổi vững tin, hòa nhập trong xã hội, không chỉ giúp nâng cao đời sống, lan tỏa cảm hứng chuyển đổi số, mà còn đảm bảo mục tiêu công bằng kỹ thuật số cho mọi lứa tuổi, góp phần xây dựng một xã hội số toàn diện. Cái này thì cũng là những người mà già thì thực sự cũng hơi bị khó khăn, vì họ chưa biết thì mình giải thích cho họ để họ làm. Và những thanh niên, đoàn viên thì họ sẽ làm rất thao tác rất nhanh. Những người mà già thì coi như là về họ không xâm nhập được đến cái này nhanh thì mình lại phải bảo họ để coi cách mà thao tác để làm vào cái hệ số thông minh này cho nó trong cộng đồng cho nó được nhanh hơn. Thì mọi người cũng sẽ hưởng ứng. Là trong cái quá trình thực hiện ấy, thì cái ý thức của người dân trong cái việc tham gia tích cực vào trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu ấy, là rất tích cực. Mai Đình cũng là một trong ba xã đầu tiên của thành phố được thành phố chọn làm điểm. Thì chúng tôi đã về đích từ năm 2014 và đến 2023 chúng tôi về đích nông thôn mới nâng cao và hiện nay là nông thôn mới kiểu mẫu. Thì trong quá trình hiện này thì người dân hưởng ứng rất tích cực. Đặc biệt là từ ban đầu xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đã cái phong trào hiến đất làm đường rất nhiều. Và trong quá trình thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vẫn trên tinh thần đó mà người dân đã được tuyên truyền và thấm nhuần. Thì ngoài những cái việc làm khác thì tiếp tục chúng tôi thực hiện cái việc mở đường để cái không gian thực sự là miền quê đang sống, nói như vậy. Vì là chúng tôi phát động là đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp thì đi vào thực chất. Đấy. Từ cái việc là người dân phân loại rác tại nhà, rồi thì duy trì cái đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đấy. Rồi các cái phong trào khác thì báo cáo chị là người dân hưởng ứng rất tích cực. Tổ công nghệ số cộng đồng mang tính toàn dân, giải bài toán đặc thù của Việt Nam, thực hiện chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và mục tiêu trong chuyển đổi số, để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật những thành quả do chuyển đổi số mang lại, không ai bị bỏ lại phía sau.